Hồi đầu anh Phương thì nói là em ơi thôi mình lo cho bà con lương thực, anh Phương tài trợ ăn cỡ nào anh cũng mua gạo hết. Chiếc xe lần trước mà tặng cho Giang Kim Cúc ấy, thì là mình có thể chất được 4 cái quan tài trong này. 4 quan tài nó lên khoảng đến đây thì nó sẽ rộng rãi hơn. Và các bạn cũng thấy khi mà người nhà mình cần oxy á, là chỉ khao khát là được nghe cái xe này chạy tới và nghe là ừ có rồi, có oxy rồi. Là họ rất là cần, và Hương cũng nghe điện thoại là có chưa, họ nói dạ nhận được rồi, là lúc đó mình mới thở phào, mình mới ăn cơm được. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ato Vlog và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày mới tốt lành. Trước tiên xin cảm ơn tất cả những ai đã bấm vào chiếc video này để xem. Với cái video trước thì mọi người cũng đã thấy được hình ảnh của chị Việt Hương rồi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một nhân vật rất là đặc biệt, một người rất là quan trọng trong tổ thiện nguyện bếp Hương Việt của chị Việt Hương, và cũng như là một người rất là đặc biệt trong cuộc đời của chị Việt Hương. Vâng ạ, và người đó chính là... Anh ơi! Người ta sẽ không biết tội nghiệp ông ổng với sợ thằng Tô á, nó qua nó nghe hai chồng mua thêm xe nó chạy qua, và hiện giờ anh Phương là nhiệm vụ của ảnh đi làm đi khuân gạo, mà bây giờ bước ra thấy cái máy anh giật mình, ảnh hoang mang. Bây giờ thử thách là 1 2 3 mở cái mặt ra cho mọi người biết đây là ca sĩ Hoài Phương chứ không phải là khuân gạo. 1 2 3 mở ra nha. Rồi mở. 1 2 3 Trời ơi, ông chồng tôi ông hiền lành lắm chứ không phải như tôi mà tôi mở ra tôi nhoi trời, tôi cười tôi làm trò đâu. Thì đây là một chiếc xe Ford Transit. Chiếc xe này thì trước là để chở khách. Thì bây giờ mình nó là đời 2017 thì phải. Thì bây giờ mình lấy về thì để mình sẽ phải cải tạo lại cái phần bên trong này. Mình bỏ ra để chở những cái gì mà cần thiết. Thì chiếc xe này thì nó không như là cái chiếc xe của anh Đoàn Ngọc Hải được, là bởi vì chiếc xe anh Đoàn Ngọc Hải mà chiếc xe mới hoàn toàn đặt về là cho mục đích vâng cảm ơn chú, đặt về để cho mục đích là để chở bệnh nhân, cho nên là một chiếc xe hoàn toàn là chiếc xe cứu thương. Còn chiếc xe này là chiếc xe Ford Transit bình thường. Thì bây giờ mình sẽ phải cải tạo lại bên trong. Chiếc xe này thì là cũng như tất cả những chiếc xe Ford Transit khác ở Việt Nam ấy, thì là chiếc xe số tay. Hương mua chiếc này là chiếc thứ tư. Hai chiếc cho Giang Kim Cúc nó cũng giống như vậy. Ở trên này tài ngồi, và đằng sau thì đương nhiên từ khúc này trở đi là làm cho nhiệm vụ y tế. Dạ, nói vậy đi cho nó đỡ sợ. Dạ, nhưng mà lát chút em cũng tào lao em kể à. Tại vì hôm bữa anh Phương á, khi mà lấy xe về á, thì anh Phương sẽ suy nghĩ là ồ, xe này mình chở được mấy áo quan. Tại vì mỗi lần là tụi Hương đi lấy áo quan là tụi Hương sẽ ráng chất lên để được 4 áo. Mà bữa mình chở được mấy áo, 5 áo hay 4 áo? 4 áo, có nghĩa là nhét 4 áo, áo không với nhau quý vị. Áo mới thì Việt Hương sẽ nhét lên đó. Được 4 áo thì anh Phương khóa cái xe này là cái trần nó rất là cao. Đó, Hương mà đứng là hết đầu luôn á. Mình có xem thử một số cái option khác, cái trần nó không cao. Khi chiếc xe trần cao nó sẽ rất đất đỡ cho cái người vào trong đó. Bởi vì khi mà cái trần thấp ấy, mình vào mình phải khom người xuống như này. Mình làm mình khiêng đồ nặng lên khom rất là khó chịu. Trong khi chiếc xe này nó trần nó cao thì mình vào thì nó làm mọi việc nó dễ dàng hơn. Bởi vậy cho mình chọn xe Ford Transit. Và bây giờ anh có thể mở cái bông sau để em đưa cái máy vào quay thử một vòng cho mọi người xem được. Được, được. Thì hôm qua là bọn mình đã cho bỏ hết ghế này ra. Đây các bạn có thể thấy là cái chiếc xe này gần như là mình cao hơn 1m7. Mình cao 1m72 mà mình gần như là có thể đứng được khá thoải mái. Và để vào trong này khi mình làm những cái gì để hỗ trợ bệnh nhân, hay là khiêng thùng bình oxy hay là gì đó, thì nó rộng và nó cao như này mình làm nó thoải mái hơn. Chiếc xe lần trước mà tặng cho Giang Kim Cúc ấy, thì là mình có thể chất được 4 cái quan tài trong này. 4 quan tài nó lên khoảng đến đây thì nó sẽ rộng rãi hơn. Anh Hoài Phương ơi, em quen với lại mấy anh em làm xe rất là nhiều. Thì mấy anh em làm xe cũng có nói là nếu mà gia đình của Việt Hương Hoài Phương muốn làm xe, muốn độ xe thì cứ liên hệ mấy anh em sẽ qua trực tiếp làm luôn. Thế thì tốt quá, thế thì vui quá. Thì bây giờ nếu mà anh Hoài Phương với chị Việt Hương mà muốn làm xe hay muốn độ xe gì đó trong khoảng thời gian khó khăn này á, thì cứ liên hệ em rồi em sẽ hỏi thăm mấy bạn bè của em. Ok, thế thì anh sẽ phải tìm đến tôi. Thôi tất nhiên đây mình cũng cảm ơn trước các bạn sẽ có thể là sẽ đến để hỗ trợ cho mình độ chiếc xe này. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, rồi tiếp theo nữa là chia sẻ của Hoài Phương nha mọi người ơi. Dạ, thì khi mà Hương mua chiếc này á, là chiếc thứ tư trong 4 tháng, và anh Phương đã về Việt Nam được là 7 tháng. Cái tháng là tháng 2 thì bắt đầu là ăn cái Tết. Sau cái Tết thì nhà anh Phương có tang là mẹ của mình vào tháng 4. Thì lúc đó ai cũng tư vấn là hai vợ chồng nên chạy về Mỹ thôi nhà cửa. Tại thực ra anh Phương về là cũng bỏ nhà cửa luôn ở bển.
Thì lúc đó nó bắt đầu càng ngày càng dịch càng nặng. Ngày đầu tiên làm á thì không bao giờ nghĩ đến chuyện mà mình mua tới chiếc xe thứ tư này đâu. Trong vòng 4 tháng, trung bình là mỗi 1 tháng mua 1 chiếc á. Anh hả? Xe anh Hải là mua hồi tháng 4, 17 tháng 4. Rồi cho tới bây giờ là mình cho là 17 tháng 8 đi. Ha, là đúng 4 tháng là chiếc này là chiếc thứ tư mà Việt Hương vẫn còn đang kiếm một chiếc nữa để chạy cho kịp oxy chứ không không kịp. Và các bạn cũng thấy khi mà người nhà mình cần oxy á là chỉ khao khát là được nghe cái xe này chạy tới và nghe là ừ có rồi, có oxy rồi. Rồi họ rất là cần và Hương cũng nghe điện thoại là có chưa, họ nói dạ nhận được rồi, là lúc đó mình mới thở phào, mình mới ăn cơm được. Anh ra là mình làm cái này nó xin linh nữa kia. Hồi đầu anh Phương thì nói là em ơi thôi mình lo cho bà con lương thực, anh Phương tài trợ ăn cỡ nào anh cũng mua gạo hết. Thì Hương nói thôi giờ mình lương thực mà có chuyện gì á thì có xe anh Hải cấp cứu rồi. Nhưng mà sau đó đến đưa đến về nơi cuối cùng thì có xe đưa cho nhóm không đồng, dạ là hai xe rồi. Nhưng mà giờ cái khúc giữa cấp cứu với là giữa mà cái chuyến xe cuối cùng đó lại phải có cái vụ thở oxy. À anh ra lòi ra cái vụ thở oxy nữa. Và hôm nay mua được chiếc xe này 51B23974 là chiếc thứ tư trong vòng 4 tháng. Việt Hương với anh Phương cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt cái tâm nguyện của cha mẹ, cũng sẽ gắng cố gắng đi cùng bà con ở cái mùa dịch bệnh, đại dịch bệnh này giống như là lịch sử vậy đó, để mà mình giúp được cái gì thì mình sẽ giúp bà con nghèo. Rồi bây giờ anh Hoài Phương Nguyễn sẽ giới thiệu sơ xung quanh về cái khoang lái của xe của mình nha. Thì chiếc xe này là chiếc xe số tay như mình đã nói. Còn cái bộ phận này là mình mới phải lắp thêm vào, mình lắp thêm dàn đèn và cái còi để mình có thể đi trong những cái trường hợp khẩn cấp. Thì khi vào thì mình sẽ bật đèn lên thôi, đèn sẽ chớp trên kia và mình sẽ bật còi lên đây. Tiếng còi hú và đồng thời tiếng còi air horn là. Em hy vọng là chiếc xe này sẽ không phải chở một bệnh nhân nào hết, không phải chở một cái xác nào hết, và nó sẽ được chở những con người khỏe mạnh bình thường. Và hiện tại bây giờ thì trong khoảng thời gian khó khăn thì mình sử dụng nó để mình vận chuyển bình oxy cũng như là hỗ trợ những người dân nghèo khó. Nhưng mà em rất hy vọng nó không phải là điều đó nữa, bởi vì COVID sẽ biến mất khỏi hoàn toàn ở đất nước Việt Nam mà mình, có đúng không ạ? Anh cũng mong là như vậy. Vâng ạ. Và xin cảm ơn anh Hoài Phương cũng như là chị Việt Hương đã cho phép em được chia sẻ đến cho tất cả khán giả của kênh YouTube của em. Và em xin cầu chúc cho tổ thiện nguyện bóp chương Việt của anh Hoài Phương Việt Hương luôn có sức khỏe để có thể mình có thể đồng hành được với lại tất cả những người dân nghèo khó của Việt Nam. Và cảm ơn anh Hoài Phương rất là nhiều. Dạ, anh Hoài Phương có một lời chia sẻ đến khán giả của kênh em không ạ? Thì Hoài Phương cũng như là Mr. Tô thì rất là muốn là đại dịch sớm qua để tất cả mọi người trở lại cái cuộc sống bình thường, an bình. Mong rằng là như là Tô nói á, thì chiếc xe này mình sẽ không phải chở đến thử thi, chở bệnh nhân với lại chở oxy rồi đó. Dạ, và chiếc xe này mình sẽ chở đồ đi cắm trại của mấy anh em mình. Không, chở đồ đi quay phim nữa anh. Đấy, rồi, sẽ trợ giúp cho đoàn làm phim nhá. Dạ, rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, xin chào. Vâng, và ngay bây giờ đây tôi không còn gì để chia sẻ đến tất cả mọi người nữa. Xin cảm ơn mọi người đã xem chiếc video này. Và nếu mà ai cảm thấy thích thú video này, xin hãy cho tôi một like, một share cũng như đăng ký để giúp tôi có nhiều động lực làm thêm nhiều video mới nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người trong chiếc vlog sau. Bye bye mọi người rất nhiều. Bye bye.